nay một cái thế hệ khác, nghĩa là một đầu bóng mà làm được hai CDM năng lượng thì đấy là cái model Somerton Goal Top ở đây với cái công nghệ đấy là Twin Beam ạ. Thì với cái model Somerton Goal Top thì sẽ có hai cách mà chụp CDM năng lượng. Thì đầu cách đầu tiên đấy là chụp hai lần, tuy nhiên ở đây thì để chụp hai lần thì sẽ có cái việc là dịch chuyển bàn ra và vào liên tục luôn, thì mình sẽ rút ngắn được cái thời gian quét giữa hai lần chụp xoắn ốc và có thêm bộ lọc tia filter để cho cái phần phân tách quang phổ nó tốt hơn. Còn phương án thứ hai là mình sẽ có cái kỹ thuật, đây là công nghệ Twin Beam, và mình sẽ có hai bộ lọc là bộ lọc tiếp và vàng phân tách hai loại quang phổ thấp và cao. Và với cái việc là có sử dụng cái hai bộ lọc tiếp và vàng này thì mình sẽ có được những cái ứng dụng, đặc biệt là có sử dụng thuốc tương phản và có những cái ứng dụng cao cấp hơn. Thì phân tách giữa hai cái cách mà sử dụng công nghệ tạo ra hai năng lượng này thì sẽ có những cái phần mềm ứng dụng tương ứng ở đây. Ví dụ phía màn hình bên trái sẽ là những cái mức gọi là mức thường quy với những cái ứng dụng là liên quan đến việc là đánh giá đơn năng, đánh giá các mức KV khác nhau, phân tách được phân biệt được sỏi thận, đánh giá được tủy xương, giảm nhiễm kim loại, bệnh gút, và đặc biệt là phân biệt được xuất huyết não trước và sau can thiệp. Thì đây cũng là một cái mà liên quan đến bài hôm nay, thì với cái phần mềm và với cái công nghệ là chụp hai lần thì hoàn toàn ở đây đã máy đã làm được cái phân biệt xuất huyết não. Và tiếp theo ở cái phần mà công nghệ Twin Beam sử dụng hai bộ lọc thiết và vàng của Siemens thì sẽ có thêm những phần mềm đặc biệt là đánh giá tưới máu phổi, dựng mạch mà xóa xương, và mình sẽ có các hình ảnh không thuốc ảo. Và đặc biệt đấy là cái ứng dụng mà xóa xương là cái ứng dụng mà quan trọng nhất với việc là sử dụng mà bộ lọc Twin Beam, hai bộ lọc thiết và vàng công nghệ Twin Beam tạo hai mức năng lượng. Thì đây là cái ứng dụng đầu tiên, với là việc là chúng ta có thể là xem hình CT quang phổ với các mức quang phổ khác nhau. Và mình có thể chuyển đổi giữa cái bản đồ iốt và dữ liệu chụp không thuốc ảo, và bằng cách là thay đổi các cái mức KV từ cao đến thấp với ở cái chế độ là Mono Energetic Plus. Đây có cái thức để mình có thể dịch chuyển KV ở các mức năng lượng khác nhau. Và mình cũng có thể chọn được luôn các cái biểu đồ, cái bản đồ khác nhau. Tiếp theo đó là phân tách quang phổ với cho phần xương, và hoàn toàn là thực hiện với công nghệ là chụp thông thường là Twin Spiral. Với cái phần này thì phần gọi là sử dụng công nghệ Twin Beam thì mình sẽ làm được đánh giá các mạch máu, và đây là đánh giá tưới máu phổi. Đấy là cái hình ảnh mà đánh giá mạch máu bằng các ứng dụng có cái độ tương phản cao. Đây là hiển thị các đánh giá đặc tính của tinh thể axit uric, và đây là cái phần mềm tưới máu phổi. Và với công nghệ Twin Beam ấy thì là với các thế hệ CT, đặc biệt là Somaton Gold Top của Siemens, thì cũng đã có thể là có những cái kỹ thuật cao cấp hơn so với những cái thế hệ mà CT chụp hai lần thông thường. Đặc biệt là trong chấn thương thì Twin Beam sẽ hỗ trợ cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh rất là nhiều. Vì với công nghệ này thì sẽ cho phép mình có cái độ tương phản rất là cao và vẫn có thể áp dụng được các cái công nghệ liên quan đến giảm liều tia. Đầu tiên sẽ là cái phần mềm và phân tách các phần vật chất, vì là có sử dụng hai bộ lọc vàng và thiết nên là cái phần phân tách quang phổ sẽ rất là chính xác ở phần mức năng lượng cao và mức năng lượng thấp. Thì từ đây mình sẽ cho mình cái phần đánh giá về các vật chất phía bên trong nó kỹ càng hơn, với việc là mã hóa màu các cái thành phần vật chất này thì dữ liệu của mình nó càng ưu việt về phần phân tách quang phổ thì cái bản đồ mã hóa màu này nó càng chính xác hơn. Tiếp theo đó là cái khả năng mà xóa xương thì vô cùng tốt, nghĩa là so với gọi là cái xóa xương thông thường ở trong phần mạch não thì với sự sử dụng là cái mức KV thấp và cao, và ở đây thì là cùng với công nghệ Twin Beam, nghĩa là hai bộ lọc thiết và vàng, mình sử dụng phần mềm là Direct Angio thì mình sẽ có một cái mạch não với cái phần xóa xương chính xác hơn, đặc biệt là trong cái phần Dazak Willis.
đây. Đây là hình ảnh tưới máu phổi khi sử dụng cái công nghệ tuyên beam. Đây là hình ảnh CT thường quy, hình ảnh CT thường quy ở dạng MIP. Và đây là bản đồ tưới máu. Tiếp theo là bản đồ tưới máu với hình ảnh đơn sắc. Đây là chế độ xem Mixed Tuyên beam Dual Energy Information, nghĩa là chúng ta sẽ có thông tin cùng với lại ở trong chế độ xem đơn năng nữa. Và thứ tư thì chúng ta có cái bản đồ tưới máu phổi. Đặc biệt với phần mềm tưới máu phổi thì chúng ta còn có cả cái tính năng đấy là mã hóa màu các cái mạch máu mà bị ảnh hưởng, thì sẽ hỗ trợ cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nhiều hơn nữa. Và với cái đặc thù là sử dụng hai bộ lọc thiếc và vàng ấy, thì hệ CT Somatotop sẽ đáp ứng được những cái kỹ thuật nâng cao, đặc biệt là trong ứng dụng trong chấn thương. Và với CTM năng lượng này thì sẽ làm rất tốt ở phần xóa xương mà tạo hình mạch máu và tưới máu phổi. Thì đấy là những cái điểm nhấn ở nằm trong cái thế hệ CT một đầu bóng Somatotop và vẫn có ứng dụng CT hai năng lượng. Thì với CT năng lượng và các cái thế hệ CT của Siemens thì sẽ giúp cho những cái công cuộc mà chẩn đoán đặc biệt là trong cấp cứu của mình trở nên là hữu ích và kiểm thật kịp thời hơn ạ. Và với cái phần điểm qua những cái phần mềm liên quan đến công nghệ tuyên beam của Monan GoTop thì em xin kết thúc cái phần chia sẻ về những cái sản phẩm của Siemens ở đây ạ.